Term 117, PMI Private Mortgage Insurance. Private Mortgage Insurance, PMI, is an insurance policy that protects the lender, not the borrower, if you default on your conventional mortgage. It's typically required when you make a down payment of less than 20% of the home's purchase price. Thuật ngữ số 117, PMI, Bảo hiểm thế chấp tư nhân. Bảo hiểm thế chấp tư nhân, PMI, là một hợp đồng bảo hiểm bảo vệ người cho vay chứ không phải người đi vay nếu bạn không trả được nợ thế chấp thông thường. Nó thường yêu cầu khi bạn thanh toán trước ít hơn 20% giá mua nhà.